Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyển 12 chương 3 Tu Eo Ây Vương, hồi 1 Sáng sớm bầu trời hơi mờ ảo, vầng trăng khuyết soi lạnh trên hàng thông xanh, tiếng chuông ngân vang, đỉnh núi Phật Viện hiện ánh dạng đông. Đạt Ma Viện, tàng kinh các, đại hùng điện, la hán đường, để nói về sự tích của các tòa tháp cổ này, thật là ba ngày ba đêm cũng nói không xong. Trong năm Lý Tông của triều đại nhà Tống, các đạo nhân thiên ẩn Hoa Sơn đã chế tạo tam đạt kiếm truyền lại đời sau. Một trăm năm trước, quân bảo Tam Phong dẫn đầu, dừng chân võ đang nhìn lên thiên hạ, đây đều là những tông sư võ học hào kiệt, thế nhân nhắc tới tên của bọn họ, đều chiêm ngưỡng kính nề. Giang Sơn có nhiều người tài, hiện tại có Ninh Bất Phàm lấy tài đức quật khởi Giang Hồ, chắc Lăng Chiêu lấy khí thế bá vương tung hoành tứ hải, thời nào cũng có hảo kiệt. Chỉ là mấy ngàn năm nay Giang Hồ lên xuống, nhân vật anh hùng nhiều như cá giết qua sông, lại chỉ có một môn phái có thể nói trụ cột vững vàng, luôn đứng vững trước sóng gió. Hà Nam, Tùng Sơn, Thiếu Lâm Tự Thiên hạ đệ nhất đại môn phái, Phật ta ngàn năm đại từ bi. Từ khi tổ phụ cầm cây sậy vượt sông lập phái tới nay, các đời đại cao thủ làm sao có thể thiếu môn nhân tung sơn. Dù là ninh bất phàm hay chắc lăng chiêu, nếu muốn suy luận phán đoán thế lực giang hồ, ai dám cùng võ lâm chính tông đánh đồng. Sương mù phiêu đãng, lạnh lẽo u tối, bốn tăng nhân sóng vai đứng thẳng trước đạt ma viện. Đây là trí định âm chân, tứ đại kim cương của thiếu lâm. Thanh niên bạch y đứng ở bên ngoài là dương túc quan, đệ tử của Thiên Tuyệt Tăng. Đạt Ma viện Trung Tam Bảo Thánh, La Hán Đường Tiền Tứ Kim Cương, Tứ Đại Thần Tăng quần tụ nơi đây, mệnh quan triều đình Phong Lưu Tư Lang trung cũng tới. Hôm nay Thiếu Lâm thủ lĩnh tụ tập trên núi, tất có đại sự. Thiên Tuyệt, Sơn Thần trong đồn đại, đã 18 năm chưa bao giờ rời khỏi núi, hôm nay là ngày chốt mở Tam Bảo Thánh. Với sự quyết đoán của người này, thiên địa chắc chắn sẽ nổi phong ba sư phụ sư đệ túc quan đã đến thỉnh người mở cửa đi trong sương sớm tràn ngập sương mù linh trí chắp tay đứng trước cửa núi nói mặc cho ông trang nghiêm phương trượng tôn sư cửa lớn vẫn đóng chặt không hề mở ra chúng tăng hai mặt nhìn nhau không biết thế nào linh định khom người tiến lên đang muốn hỏi lại bỗng nhiên một trận gió núi từ từ thổi tới hơi nước trước đạt ma viện phiêu tán hiện ra ánh dạng đông nhu hòa Bê bê, bê bê. Phật quang ấm áp, trong ánh bình minh, mọi người như đang chìm trong giấc mơ, kèm theo một tiếng bê bê trầm thấp nơi xa, một đàn dê núi chậm rãi đi tới. Đây là một con dê hoang ở núi thiếu thắt. Trong ánh sáng ban mai, hàng chục con dê trắng lớn nhỏ dựa sát vào nhau khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Các tăng nhân đều nở nụ cười trên mặt. Linh âm sinh ra đã có Phật tính, khi nhìn thấy đàn dê đi lại trước mặt, liền đưa bàn tay to lớn có đốm xám ra vuốt ve thân thể con dê, thần sắc tràn đầy tự ái. Hí, hí. Trong giấc mơ nhẹ nhàng, chợt nghe truyền đến một âm thanh không dứt, âm thanh chói tai như thể Diêm La Vương đang đến gần. Đàn dê nghe thấy tiếng động, lập tức cảm ứng mạnh, nhất thời sợ hãi, lần lượt bỏ chạy về phía trước. Đột nhiên, một con hổ hung dữ từ trong bụi cỏ chui ra, đôi mắt con hổ phát ra ánh sáng xanh lục đó là một ma vật ăn thịt do tạo vật sáng chế. Bầy dê hoảng sợ giữa tiếng kêu be be, con hổ lao tới, trấn áp một con trong chốc lát rồi há miệng ăn thịt. Dê trắng đau đớn rẫy rủa, chân đập loạn mạnh xuống đất. Nhưng hổ mạnh như vậy, làm sao có thể chống cự được? Nhìn thấy cái miệng đẫm máu tiến gần đến cổ, dê con kinh hoàng kêu thảm thiết đã ở bờ vực sinh tử. Những con dê còn lại không thể giúp đỡ chỉ có thể hoảng sợ bỏ chạy vào rừng, chơ mắt nhìn đồng bạn bị ăn. Các tăng nhân nhìn thấy cảnh này đều kinh sợ, Linh chân bước một bước lớn ra ngoài, thoáng chốc ngửa mặt lên trời giống giận, xúc sinh. Linh chân tuy là một hòa thượng lỗ mãng nhưng vẫn là người trong Phật môn, khi nhìn thấy kẻ yếu bị bắt nạt, trong lòng liền sinh lòng chắc ẩn, hắn nhặt một hòn đá từ dưới đất, vận khởi đại lực kim cương chỉ, ném đá như bắn pháo, nổ lớn, đã khiến mãnh hổ sợ hãi bỏ chạy. Hàng ma hộ pháp là bổn phận của chúng tăng. Huống chi người nhiệt huyết mạnh như linh chân. Lần ra tay này càng thể hiện tinh thần hào hiệp. Đáng thương dê trắng tuy đã thoát chết, nhưng thân thể lại bị móng vuốt sắc nhọn vô tới, máu chảy ròng ròng. Nhìn nó be be ren gì, không thể đứng dậy được. Mãnh hổ muốn ăn một bữa no nê nhưng không ngờ bị cắt ngang. Nó không cam lòng, chỉ thở hổn hển lang thang trong rừng gầm nhẹ tựa như có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Linh chân nhìn thấy, cười khẩy, cái quái gì thế? Chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, để Phật ra lấy hổ cốt của người sắc thuốc. Hắn dơ nắm đấm to như bát giấm, chỉ cần ba lượng quyền có thể đấm chết con hổ, cũng coi như trừ hại được cho núi rừng. Ngay lúc đang định ra tay, bỗng nghe một tiếng thở dài nhẹ, nói, dừng lại. Ngữ khí bình đạm không có gì lạ, nhưng chúng ta nghe thấy đều chấn động. Chỉ vì tiếng truyền đến từ Đạt Ma Viện, nên người nói ra cũng không phải nhỏ, chính là bối phận tối cao trong chùa, thiên tuyệt đại sư. Linh Trần đang muốn khai sát, nhưng sau khi nghe thấy tiếng ngoài cửa, không khỏi sừng sốt nói, làm sao vậy? Sư Thúc không cho ta giết xúc sinh này. Tiếng Phật ở Đạt Ma Viện trầm thấp, chậm rãi, ngắt quãng, nhưng nghe thì nhẹ nhàng, tất cả chúng sinh vạn vật hành theo ý trời, như gió thổi cỏ, hổ ăn dê, dê ăn cỏ, vật tính vốn dĩ như thế, có tội gì? Sư Điệt sao có thể sát sinh không chút suy nghĩ? Linh chân nhìn con dê trắng đang vùng vẫy, thấy nó thống khổ rên rỉ, chỉ muốn cầu sống sót, hắn động tâm từ bi, lắc đầu nói, sư thúc, ta bây giờ giết một con hổ, có thể cứu được vô số dê trong núi, một mạng đổi lấy một trăm mạng, không tệ phải không? thanh âm kia thở dài, sai rồi. Sai rồi, hổ ăn nhiều dê, hay con người ăn nhiều dê hơn? Nếu một mạng đổi lấy một trăm mạng, có một trăm quán thịt dê ở Kinh Thành, để cứu hàng tỷ con dê trong thiên hạ, sư điệt sao không xuống tay phá hủy? Linh Trần nghe xong lời này không khỏi chết lặng, hắn thở dài gật đầu, đúng vậy, ta sao không nghĩ tới? Ngày mai ta phải đi Kinh Thành. Hắn trời sinh tính lỗ mãng, không kịp suy nghĩ sâu xa, một lòng chỉ muốn giết con hổ, nhảy qua định đá nó. Đúng lúc này có hai con hổ con từ trong bụi cỏ nhảy ra, ôm nhau chơi đùa bên cạnh hổ mẹ. Một trong những con hổ con đến gần chân linh chân, móng vuốt nhỏ múa may chơi đùa. Chúng tăng thấy con hổ này lại có hai con, bàng hoàng không nói nên lời, ngay cả linh chân cũng hạ tay xuống, đứng im lặng. Thanh âm kia thở dài, nói, đại ngàn nghiệp báo, Chúng sinh toàn khổ. Ba con hổ không ăn mấy ngày, mấy ngày nữa sẽ chết đói khát, con dê vô tội đáng thương, lại vì để giúp ba con hổ no bụng. Hổ tội gì? Dê tội gì? Luân hồi vẫn đang diễn ra, nhân gian tức địa ngục, địa ngục tức nhân gian. Thiên đạo như thế, chư quân muốn như thế nào truyền bá Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Trước tạo vật thần thông, mọi người tuy tinh tu Phật học, nhưng cũng là kẻ hèn phàm nhân lại muốn như thế nào đi ngược ý trời. Chúng ta nghe xong thở dài, đều không còn lời gì để nói. Linh âm được gọi là Kim Cương Từ Bi, sinh ra có Phật tính mạnh nhất, ông bước tới, chắp tay lại nói, vạn vật sinh ra không thoát khỏi đau khổ luân hồi. Chúng ta cầu Đức Phật Bình Đại Từ Bi, một sớm thấy vạn vật tương tàn, nên hy sinh thân xác vô dụng của mình để mang lại sự cứu rỗi cho chúng sinh. Thanh âm kia thở dài, nói, ngươi muốn hiến thân cho mãnh hồ linh âm không nói một lời lập tức cởi áo hòa thượng để lộ tấm lưng gầy gò ông bước chậm rãi đến trước mặt con hổ kiên nhẫn chờ đợi miệng con hổ tấn công mình là cố ý dùng thân thể của mình để bố thí con hổ cái vốn đang chờ để ăn thịt dê chợt thấy linh âm vô cớ đến gần dường như có vẻ hơi sợ hãi thay vì lao tới cắn thì lại lùi lại vài bước linh âm quỳ trên mặt đất mặt lộ vẻ thương xót thấp giọng nói đừng sợ lại đây ăn ta đi hai con hổ con nghe vậy chỉ chơi đùa quanh ông không có ý định ăn thịt ông thanh âm kia thở dài ngu ngốc ngu ngốc kinh niết bàn nói thân người hiếm như trùng diệp con hổ này chưa từng ăn thịt người người hôm nay hy sinh thân mình để nó vô cớ ăn thịt người có biết nếu hổ nếm qua sau này sẽ có bao nhiêu dân làng chết vì hổ không Linh âm sừng sốt, ông một lòng nguyện chết lại chưa từng nghĩ tới chuyện ngoài thân này. Nghe được lời cảnh tỉnh của sư thúc, ông đứng ngây ngốc đó một lúc, không biết mình đang ở đâu. Khổ, vạn vật sinh ra đều khổ, kẻ bị ăn thịt sắp chết sẽ rơi nước mắt, đau đớn dãy rụa, thực sự đáng thương. Nhưng làm sao kẻ ăn có thể không khổ? Nhìn ba con hổ giữ hôn nhau liếm nhau, tình cảm mẫu tử có bớt đi chút nào không? con hổ cái đói đến mức chỉ muốn cắn dê cừu trắng nhưng e ngại mọi người ở bên rồi lại khổ không thể đến chúng tăng tràn đầy bất lực lúc này cứu được một đầu nhưng khó tránh khỏi bị hại một đầu khác tứ đại kim cương nhìn nhau nhưng đều bất lực tràn đầy do dự phật tổ à phật tổ chúng sinh vô cùng khổ địa ngục tức nhân gian môn đồ tín ngưỡng thành kính tại sao người còn diễu cợt họ như vậy linh âm trong lòng đau đớn thoáng chốc bi thanh kêu thảm thiết, ngã Phật từ bi. Ông giơ tay trái lên, lòng bàn tay phải tràn đầy chân khí, chuẩn bị chém xuống cánh tay trái của mình. Vào thời điểm bi thảm này, một tiếng gầm vang trời từ Phật viện truyền đến, nhưng khi cổng núi ầm ầm mở ra, cửa đặt ma viện bỗng vỡ tan, chỉ thấy một sợi dây vải cuộn lại như một con rồng khổng lồ, trong nháy mắt đã quấn quanh đầu linh âm. Thanh âm kia hết sức bi giống, lạnh lùng nói, thần Phật đã bỏ rơi chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không bỏ rơi chúng sinh. Các đệ tử thiếu lâm, lão nạp dẫn các ngươi đi con đường sát sinh đổ máu, trở lại đại đạo luân hồi. Linh âm chưa kịp nói chuyện, sợi dây vải kia đã dùng sức mạnh ép ông quỳ xuống. Sắc mặt linh âm tái nhợt, chỉ có thể chống hai tay trên mặt đất miễn cưỡng đứng lên. Sợi dây vải kia không chút nào thả lỏng, cố gắng khiến cho chìm xuống đất thanh âm kia lành lạnh nói, Linh âm, ngươi hiểu lầm Phật Pháp, sư thúc hôm nay trừng phạt ngươi vì sự ngu ngốc của ngươi. Ngươi tùy tiện chặt đứt tay trái của mình, ngày mai hổ đói bụng muốn ăn, ngươi sẽ làm thế nào? Chặt tay còn lại xuống sao? Cắt thịt cho đại bàng ăn, ném mình vào cho hổ ăn, chỉ là một chuyện đáng chê cười. Ngươi si vọng như vậy, trừ việc xua tan sự bất lực và đau khổ của chính mình, còn có lợi ích gì cho chúng sinh thiên hạ không? thanh âm kia càng nói càng giận khi nói chuyện sợi dây không hề giảm bớt áp lực đi xuống của nó mà lực đẩy về phía trước khiến mặt linh âm lộ ra đau đớn lưng như muốn gãy đôi linh định chấn động sợ sư đệ bị nội thương hoảng sợ đưa tay vung trường đỡ lấy sợi dây muốn gánh bớt áp lực nhưng nội lực của sư thúc cực kỳ bá đạo chân lực nơi nơi khiến ông khí huyết cuồn cuộn phải thối lui một bước linh định biết sư thúc tính tình quái dị Vô cùng sợ hãi sư đệ vô cớ bị thương, lập tức bất chấp cấm kỵ, nghiến răng, hai tay tóm lấy sợi dây to, hét lớn, "Sư thúc thủ hạ lưu tình." Giữa tiếng hổ gầm, phát động tà công, lộ ra pháp tướng hung ác trong chốc lát. Thế gian duy có võ học cấm truyền Tu La thần công mới có thể chống lại đệ nhất cao nhân trong ngôi chùa này. Tu La thần công kích động ma tính, người sử dụng nó tuy cực kỳ mạnh mẽ nhưng không khỏi hiện ra dáng vẻ điên cuồng trong cửa có tiếng cười lạng thoáng chốc lực của sợi dây vải càng như rời non lấp biển linh định sắc mặt đỏ lên trong miệng bạo giống liên tục kích hoạt nội lực nhưng sợi dây thực sự quá nặng linh định cảm thấy lồng ngực như bị bó chặt chân chậm rãi mềm nhũn ngã xuống linh định dùng tu la thần công quyết chiến trác lang chiêu buộc kiếm thần phải bỏ chạy tứ phía cuối cùng hắn dùng Hà Quang Thiên Đạo, để phân định thắng thua. Nào biết giờ phút này ở trước mặt sư thúc phát ra công lực, lại không thể làm được gì. Chúng tăng không dự đoán được Thiên Tuyệt Bế Quan 18 năm, võ công lại luyện thành cỡ này, trong lòng đều cảm thấy hoảng sợ. Lúc này, tiếng tụng kinh Thanh Hòa Phật vang lên, thấy một người đưa tay buộc sợi dây vải vào, một nội lực ôn hòa đến, nội lực này thuần khiết và liên tục, kéo dài không dứt, tới đúng thời điểm Tình cờ xóa tan căng thẳng giữa hai bên. Lực đạo hai bên triệt tiêu lẫn nhau, sợi dây vải mềm treo lơ lửng. Hai tăng nhân linh định, linh âm nhân lúc này nhanh chóng rút lui, ở một bên thở dốc. Người ra tay bảo tướng Trang Nghiêm, không ai khác chính là Phương Trượng Thiếu Lâm, đứng đầu tứ đại kim cương, linh trí hòa thượng. Nhìn ông tướng mạo tuấn tú như văn sĩ trung niên, nhưng võ công lại vượt trội hơn mấy vị sư huynh nhìn nội lực cũng không thua kém gì thiên tuyệt. Một vài sư huynh đệ đều là cao thủ đương thời, chứng kiến phương trượng và thiên tuyệt tăng so chiêu, trong lòng đều cảm thấy kính nể. Sơi dây vải bay ngược trở lại, từ trong cửa truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng khen ngợi, thật hiếm có, thật hiếm có, diêm phủ đề nhân gian phiêu hương, người luyện tập hương tụ trong mấy tháng, tự nhiên sẽ có công lực bực này. Linh trí đứng che trước mặt hai sư đệ, chắp tay nói linh âm có tấm lòng bồ đề và tu theo phật giáo dù hơi cố chấp cũng không phải là một tội ác sư thúc không nên phạt hắn thanh âm kia vững vàng vẫn như cũ nhàn nhạt nói ngươi là phương trưởng đã nói không phạt ai có thể dị nghị chỉ là bây giờ hổ đói ăn thịt dê dê sống không thể giết được hổ hổ sống không thể ăn thịt dê trong hai một con sẽ phải chết theo cao kiến của phương trưởng Chúng ta nên làm gì? Linh trí nhìn ba mẹ con hổ, không thấy thú vương gầm thét mà thấy đói khát và buồn bã khôn tả. Ông lắc đầu thở dài rồi lại nhìn dê trắng, chỉ thấy dê tội nghiệp đang rên rỉ và thở hổn hển, hướng chính mình cầu xin thương xót. Linh trí cúi đầu, thở dài, vạn vật sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, đều do kiếp trước luân hồi quyết định. Linh chân vốn là người lỗ mãng, nghe lập tức cả kinh nói: Phương trưởng muốn hổ ăn thịt dê. Linh trí mặt lộ vẻ thương xót, lắc đầu nói, không phải ta muốn hổ ăn thịt dê mà là hổ tự đi ăn. Trước quy luật luân hồi, chúng sinh đều có nghiệp báo, chúng ta không thể can thiệp. Trong cửa thanh âm kia cười ha ha, lạnh lùng thốt, hay cho một phương trưởng, người đọc Phật Pháp, luyện võ công, là tới trốn tránh thế gian đau khổ. Một con hổ ăn thịt một con dê là nghiệp báo của con dê vậy tại sao không để Linh chân giết con hồ, cũng coi như nghiệp báo của con hồ. Hãy nhìn thổ phỉ hãm hiếp và giết hại phụ nữ, quan phủ tàn ngược trung thần, giống nhau là người chết nghiệp báo, người cần gì phải can thiệp cái gì. Linh trí A à, Linh trí, chữ trí này của ngươi là nghiệp chướng của ngươi. Linh trí thở dài, ánh mắt tràn đầy thương xót, nhưng Phật đạo chế định luân hồi như thế nào, nhân lực có khi còn kém nhưng làm được gì. Ông thở dài trong lòng, thấp giọng niệm Phật, lại là không còn lời gì để nói. Con hổ vốn đang chờ ăn, thấy không có ai đến quấy rầy, liền dẫn hai con hổ con về phía con dê. Khi con dê trắng thấy mình sắp chết, chúng tăng cũng không có ý định can thiệp, lập tức kêu lên hoảng sợ, không biết từ đâu lấy lại sức, đứng dậy và chạy thẳng về phía chúng tăng. Khi con hổ nhìn thấy dê con bỏ chạy, nhất thời kích phát mạnh tính, bốn chân phát lực, muốn vồ lên cắn chết con dê. Lúc này, có tiếng quét đất vang lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, con hổ bị đuổi đi, người xuất kiếm mặc đồ trắng, khuôn mặt như tuyết, chính là Dương Túc Quan, môn đệ của thiên tuyệt tăng. Đám người linh âm, linh định, linh chân thấy hắn ra tay, trong lòng đều cảm thấy vui mừng, chỉ có linh trí tạo thành chữ thập niệm Phật, dường như không thấy. Con dê vừa thoát khỏi miệng hổ vẫn đầy hoảng loạn, tuy muốn chạy trốn thật nhanh nhưng lưng nó bị thương nặng, chỉ có thể nằm trên mặt đất vùng vẫy, không thể đứng dậy. Dương túc quan đem nó ôm vào trong lòng ngực, làm bộ an ủi. Dê con không biết dụng ý của hắn, sợ dương túc quan làm hại mình, trong cơn hoảng loạn càng liều mạng vặn vẹo thân thể. Dương túc quan thấp giọng nói, ngoan ngoãn, đừng sợ. Hắn đưa tay vuốt ve lông dê, trên mặt lộ vẻ từ bi, môi khẽ mấp máy, như đang nói điều gì đó. Sau khi nghe được lời an ủi, dê con không còn vùng vẫy nữa, dê nhỏ tựa vào trong ngực Dương Túc Quan, từ từ nhắm mắt lại, trong cổ họng khẽ kêu một tiếng, trông rất yên bình. Dương Túc Quan nhẹ nhàng chạm vào cổ con dê nói nhỏ, ngoan. Ngoan quá. Đột nhiên, một tiếng "cạch" trầm thấp vang lên, chúng tăng nhìn thấy không khỏi kinh hãi, thấy bàn tay Dương Túc Quan nhẹ nhàng vặn vẹo trong nháy mắt bẻ gãy cổ dê, để cho dê trắng chết trong im lặng. Chúng tăng vừa kinh vừa sợ, lòng tràn đầy kinh ngạc, không biết có nên chỉ trích hay không, chợt nhìn thấy dương túc quan bế con dê lên, đặt con dê trước mặt con hổ, thấp giọng nói, ăn đi. Ba con hổ vội vàng tiến tới, há miệng nhai, chúng thở hổn hển, cắn xé cơ thể con dê đang tuyệt vọng. Bị thúc đẩy bởi ngọn lửa đói trong bụng, chúng còn tệ hơn cả những con quỷ đói trong địa ngục, nào còn nửa phần uy phong của vua các loài thú. Một lúc sau, con dê đẫm máu bị ăn mất một nửa. Chúng tăng lòng tràn đầy bi thương, lập tức thấp giọng tụng niệm vãng sinh chú, siêu độ cho dê con. Trong ánh bình minh, giữa tiếng niệm phật, Dương Túc Quan lặng lẽ nhìn tạo vật thiên đạo, trên khuôn mặt không có vui buồn, đôi mắt trong veo đẹp đẽ băn khoăn như sao trời đêm tối, không ai biết hắn đang nghĩ gì. A Di Đà Phật. Quyển 12 chương 3 Tu El A Vương, hồi 2. Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng Phật hiệu, chính là Thiên Tuyệt tăng lên tiếng. Buổi sáng yên tĩnh, chỉ nghe ông nhẹ nhàng nói, nói cho sư phụ, con vì sao giết dê. Dương Túc Quan chậm rãi tiến lên, quỳ xuống đất nói, nếu muốn cứu tất cả chúng sinh khỏi đau khổ, phải duy trì tu la pháp. Tu la vương đến, chúng sinh không sợ chết, không sợ chết thì tâm sẽ không đau khổ, tâm không đau khổ thì sẽ không có nỗi buồn và nước mắt, như thế thiên hạ yên vui rồi. Thế gian vạn vật đều tìm kiếm sự sống và ghét cái chết, như lẽ phải vậy. Chúng ta nghe xong Dương Túc Quan nói chuyện, đều bối rối, Thiên Tuyệt Tăng thở dài nói, cái gì gọi là tu la pháp? Dương Túc Quan nghiêm nghị nói, tu la vương đến, cuộc sống không thể khiến họ hạnh phúc, cái chết không thể khiến họ sợ hãi. Người sống không yêu cuộc sống, cuộc sống không phải là sự sống. Người chết không sợ chết, cái chết cũng không phải là cái chết. Chỉ bằng cách này, vạn vật mới có thể ngừng tranh giành, luân hồi cuối cùng sẽ kết thúc. Chúng ta nghe vậy, đều chấn động. Trong cửa có tiếng thở dài, lại hỏi, con, là Tu La Vương. Dương túc quan quỳ xuống chắp tay đáp, nguyện thiên địa tội nghiệt, tẫn quy ngô thân trong cửa không có lời nào, một lúc sau, sợi dây vải nhẹ nhàng vẫy, công lực nơi nơi, đã nâng dương túc quan lên. Chỉ nghe âm thanh của thiên tuyệt tăng từ trong cửa vang lên, nói, chân Phật tử. Vào đi, thanh âm kia sâu kín âm thầm, như có như không, dương túc quan khẽ gật đầu, kho mình hành lễ với đám người linh trí, rồi bước vào cửa. Duy trì cuộc sống không luyến tiếc cuộc sống, chết không sợ chết, thế gian sẽ không có bi thương. Chúng tăng thấp giọng niệm hai câu kia, đều tỏ lòng thương xót. Có lẽ, chỉ ở trạng thái cùng cực cuối cùng sống không sống, chết không chết, nhân gian mới có thể quên đi nỗi buồn lẫn niềm vui, thiên hạ mới có ngày thái bình, yên tĩnh. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, ánh sáng ban mai yếu ớt chiếu vào, ngửa đầu nhìn lại, bức tường cao trống trải được bao phủ bởi những tấm bảng do triều đình ban tặng một số là do cảnh phúc cung thái hậu ban tặng, một số là võ anh, hoàng đế hai triều cảnh thái ban tặng bảng vàng. Nơi này đã được các triều đình kế tiếp tin cậy sâu sắc là tung sơn thiếu lâm đạt ma nội đường, nơi luyện công của thiên tuyệt tăng. Dương Túc Quan nhìn vị lão tăng đối diện, chắp tay báo nói, đệ tử tham kiến sư phụ. Người đối diện nọ gật đầu, ánh nắng ấm áp phản chiếu bên má phải, người này mặc áo hòa thượng, dáng vẻ gầy gò, da nhăn nheo, như thể đã nhập thiền rồi. Thoạt nhìn, không ai có thể ngờ rằng vị hòa thượng già gầy gò tưởng chừng như sắp chết này lại thực chất là thần tăng trưởng thành của Thiếu Lâm, Tam Bảo Thiên Tuyệt. Con xưng Tu La đạo, đương nhiên biết Thiên Tuyệt pháp, hôm nay vì sự đặc biệt giải thích nhân quả, soi sáng tâm trí của con. Nghe vậy Dương Túc Quan tán thưởng nói, đệ tử xin lắng nghe sư tôn dạy bảo thiên tuyệt hai tay trái phải từ từ chắp lại, đan điền của khẽ thở ra, nói, xưa có một tiểu xa đi, tâm niệm hướng Phật tổ. Ngày ngày tập Phật Pháp, rời nhà tâm bất hối. Dương Túc Quan biết sư phụ dùng chuyện xưa để minh họa Phật giáo, nên chỉ cúi đầu chắp hai tay lại, không dám cử động. Phật âm lành lót, giống như phạn sướng, dù dương không dứt bên tai. Nhưng nghe sư phụ nói, một hôm, trong tiết trời mùa thu trong lành, chú tiểu rời núi du ngoạn, băng qua con đường cổ, vui mừng thấy đàn dê về. Người và dê vui mừng gặp nhau, ngày đêm thân ái, xa di vui mừng khôn xiết, tạo hóa chúc mừng họ gặp nhau. Xung quanh yên lặng, chỉ nghe ngữ khí của thiên tuyệt tăng dần dần nặng nề, lại nói. Bỗng có hai con hổ lao đến, giống lên ầm ầm, dê con hoảng sợ bỏ chạy, lòng ta buồn bã, hổ điên cuồng rít lên cắn, dê trắng đổ máu rơi lệ. Ta một mình than khóc ở cửa núi, cầu sư đuổi hổ đi. Dê trắng khóc bi thương, sai đi động từ bi, cây trượng bồ để ngã xuống, giết chết vương phỉ, trong 10 ngày, xác hổ chất như đống trên núi. Dê lớn vui mừng khôn xiết, kêu be be và ăn nụ hoa, dê nhỏ băng qua thung lũng, bước đi mạnh mẽ. Hạnh phúc trở lại nhân gian trời đất thoát khỏi tà ác và điên loạn. Từ đây không còn nghe tiếng hổ gầm nữa, đàn dê ngày một mập hơn. Nơi xa Phật âm phạn sướng, trang nghiêm thần thánh, dương túc quan thở dài, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tới khi thời tiết rất lạnh, mặt đất không còn màu xanh vàng, đàn dê không có nơi nào để ăn, giọng nói trở nên buồn bã. Trần chọc tìm trái cây, không còn quy tắc nữa, Dương túc quan lắc đầu thở dài, nhỏ giọng hỏi, dê đều chết rồi sao? Tiền tuyệt khẽ gật đầu, nói, có sống thì sẽ có chết, có chết thì sẽ có sống, người vi phạm, lợi dụng của trời ban. Chỉ vì sự mềm lòng của tiểu sa di mà giết sạch đàn hổ, sinh tử luân hồi tiêu tan ảo ảnh, đàn dê đông đúc quá mức, ăn hết hoa cỏ, ngược lại tất cả đều bị diệt. Ông nhíu mày, chắp hai tay nói. Tiểu Sa Di thấy mình đã gây ra đại họa, tâm sinh tự trách. Từ đó về sau, Tâm học được tính kiên nhẫn, cống hiến hết mình cho đạo luân hồi, cuối cùng một ngày thấu đáo, sửa tên thành Thiên Tuyệt. Đây là nguồn gốc pháp hiệu của vi sư. Dương Túc Quan a lên một tiếng, mới hiểu vì sao tăng nhân đời trước tự định tên, mà sư phụ lại có tên Thiên Tuyệt, hóa ra trong đó có ẩn ý này. Thiên Tuyệt tăng lại nói, "Thiên đạo luân hồi" Vốn là tàn nhẫn dị thường, vạn vật tàn sát lẫn nhau, chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Chúng ta là những người theo Phật giáo, chỉ muốn làm cho tất cả chúng sinh sống vui vẻ mà không sợ chết, mới có thể thoát khỏi đau khổ của luân hồi. Ông đứng dậy, mở cửa sổ, để ánh sáng ban mai dịu nhẹ chiếu vào phòng nói. Nhìn những gì con đã làm ngày hôm nay, vi sư rất vui mừng. Biết con xuống núi nhiều năm, đã ngộ ra được nhiều dương túc quan quỳ rạp xuống đất nghiêm nghị nói đệ tử thân là thiên tuyệt truyền nhân một ngày không quên lời dạy bảo sư tôn sư phụ đồ đệ yên lặng nhìn nhau một lúc sau thiên tuyệt tăng đưa ra một quyển kinh thư nói đã bao giờ nghe nói đến bộ công phu này chưa dương túc quan vội vàng cầm lấy chăm chú nhìn vào đó bìa cuốn sách viết chữ thập thể chữ khải thấy là, là động la đỗng la chướng nguyệt a à tu la tâm pháp là đỗng la tay chướng nhật nguyệt, chặn ánh sáng, chính là vị thần Atula dũng cảm nhất trong kinh điển Phật giáo. Bộ tâm pháp này được đặt tên là La Đỗng La Atula, đủ thấy uy lực như thế nào. Dương Túc Quan đã được sư phụ dạy dỗ nhiều năm nên biết rõ lợi hại trong đó. Hắn vội vàng chắp tay nói, bộ võ công này là thần công hộ thân của Linh Định Sư Huynh, đệ tử từng thấy Sư Huynh ở Hoa Sơn dùng một lần. Thiên Tuyệt khẽ mỉm cười nói, năm đại cấm kỹ của thiếu lâm đều cất chứa ở đây nói lại lấy thêm ra bốn cuốn kinh thư đưa đến trước mặt dương túc quan dương túc quan sắc mặt tái nhợt mặc dù không biết sư phụ lấy ra những cuốn kinh này có dụng ý gì nhưng vẫn tò mò cúi đầu xem thầy cuốn kinh thư thứ nhất viết một dòng chữ phạn diêm phủ đề nam chiêm bộ châu nhân gian hương tụ dương túc quan lắp bắp kinh hãi diêm phù đề chính là tiếng phản hán văn dịch vì nhân gian, nghe đồn bộ nhân gian hương tụ này có rất nhiều nghiệp chướng, người tập luyện cần kinh hóa sinh, chỉ có đạt được 5 cấp độ chân ngã là định, giới, cầm, quên, đoạn mới có thể đạt được chính quả. Bộ võ công này cực kỳ khó luyện, trong hàng ngàn năm qua, nhiều tăng nhân trong chùa đã gặp phải những nguy hiểm nghiêm trọng sau khi luyện đến giới ta, cầm ta, luyện tập thêm một cấp độ nữa, sẽ mang tâm ma, dẫn tới phát điên rồi tự sát. 50 năm trước thủ tọa La Hán đường tự sát, các cao tăng của chùa đã liệt bộ kinh này vào kinh liệt cấm truyền, cấm các tăng nhân tu luyện, nào biết rằng nó sẽ xuất hiện trở lại nhân gian vào lúc này. Thiên tuyệt tăng cũng không nói gì, chậm rãi bày ra những cuốn kinh còn lại, tự sách là tiếng Hán hoặc tiếng Phạn, được viết bằng những chữ viết thông thường khác nhau, rất khó để xác định bản gốc. Dương Túc Quan đã cố gắng hết sức để đọc, thấy là đế lật xe noãn thai thấp hóa tứ tuyệt thủ, Nê Lê Gia thập bát nê lê địa ngục kinh, tam chướng đại uy đức ngạ quỷ chân mội hỏa. Dương Túc Quan chịu ảnh hưởng của Phật giáo nhiều năm, ông biết đế lật xe là xúc sinh đạo, hay còn gọi là sinh mệnh phụ, chứng, bảo thai, ướt, hóa bốn hình thú, tứ tuyệt thủ kia chắc chắn là võ học nham hiểm quỷ dị cực ác. Nê Lê Gia còn gọi là địa ngục, uy lực to lớn của nó là cao nhất trong loài quỷ đói, nghĩ đến mấy bộ kinh thư này cũng không phải tốt đẹp gì. Trong nhân gian hương tụ cũng có nhân vật con người đã làm cho người tu luyện mất tinh thần, hủy hoại bản tính nên bị liệt vào cấm truyền. Ba bản kinh đều thuộc về tam ác đạo của Phật giáo, lại là súc sinh đạo, lại là địa ngục đạo, lại là ngạ quỷ đạo, võ học thuộc tà thuật cực kỳ tà ác. Dương túc quan sờn tóc gáy, không biết sư phụ vì sao phải lấy ra mấy quyển kinh thư này. Thiên tuyệt tăng niệm Phật hiệu, đưa quyển kinh cuối cùng ra, dương túc quan rất quen thuộc với cuốn kinh này đó là độc môn tuyệt học của sư phụ thiên quyết bộ kinh thư này bác đại tinh thâm ghi lại cả đời võ học của bồ đề đạt ma trong suốt cuộc đời của ông gọi là thiên quyết quyền trường kiếm tam bảo của thiên tuyệt tăng thần thông như ý trong đó bộ bồ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm chính là ý chính của cuốn kinh võ thuật này dương túc quan mấy tháng trước trở lại chùa từng đến truyền tâm pháp từ đây võ công tiến nhanh hắn tự tiếp nhận, tự biết bộ thần công này lợi hại. Lập tức định thần hỏi, sư phụ, người lấy ra kinh thư này là có dụng ý gì? Thiên tuyệt liếc nhìn hắn, nhặt cuốn kinh thư đầu tiên lên, vẫy nó trước mặt dương túc quan, mỉm cười nói, là đỗng la, con đường của tu la, thói quen thiếu kiên nhẫn. Hơn 600 năm qua, 18 tăng nhân tu luyện đã chết, ảnh hưởng đến hơn 300 người dân vô tội. 100 năm trước cấm truyền trong chùa. Dương Túc Quan lộ vẻ mặt mờ mịt, không biết vì sao sư phụ đề cập đến đoạn điển cố này. Đang lúc suy nghĩ, Thiên Tuyệt tăng đặt kinh thư bên cạnh hắn, sau đó cầm lấy kinh thư thứ hai nói: Diêm phủ đề, nhân gian hương tụ, tập chi tăng trí. Trong 20 năm hại sáu tăng nhân, lấy đi một thủ tọa la hán đường. 50 năm trước cấm truyền. Nói xong lại đặt kinh thư bên cạnh Dương Túc Quan hắn liên tiếp cầm lấy kinh thư, mỗi lần một quyển lại được nghe thêm giải thích. Trong khoảnh khắc lục đạo Pháp và nguồn gốc không ngừng vang lên ở bên tai, Dương Tố Quan được kinh thư bao quanh người, từ La Đỗng La đến Đại Uy Đức, hắn được vây quanh bởi năm cuốn kinh thư, đó là năm đại tuyệt nghệ cấm truyền của Thiếu Lâm. Dương Túc Quan không rõ ý của Sư Tôn, chỉ an tọa bất động. Thiên tuyệt tăng chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, trong võ học không phân biệt thiện ác, Người học võ thiện tắc võ học sẽ thiện. Người học võ ác tắc võ học sẽ tà ác. Chỉ là năm đại cấm thuật kích động, làm mất tinh thần. Những người tu luyện đạo đức xấu, loạn tính, diệt thần đều thần trí điên cuồng, nên cấm các tăng nhân trong chùa luyện tập. Dương Túc Quan nghe đề cập đến điển cố của các tăng nhân trong chùa. Năm đó Sư Huynh Linh định đấu với Trác Lang Chiêu, mặc dù cục diện bất lợi, vẫn không muốn dùng tu la thần công để tự vệ trước kẻ thù đó là bởi vì duyên cớ này. Hắn thở dài nói, đã luyện có hại, sư phụ tại sao lại lấy ra những võ công có hại này? Thấy hắn suy tư, thiên tuyệt tăng lập tức mỉm cười nói, lần trước con trở lại chùa, con có biết tại sao sư phụ vẫn nhất quyết dạy con, thiên quyết, mặc dù công lực không tới không? Dương Túc Quan trầm ngâm hồi lâu nói, sư phụ biết võ công của con không tới, liên tiếp hành tẩu giang hồ đều có thất bại, muốn con rèn luyện ý chí, Thiên tuyệt tăng mỉm cười nói, con chớ có tự trách. Trong lúc loạn thế, không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Tăng nhân chùa ta trước đó đã bại trước phương tử kính, sau lại bại trước Trác lăng chiêu. Nếu vẫn cố chấp trong quá khứ, chắc chắn đào mồ chôn mình. Linh định đã luyện tu la thần thông, trước đó sư phụ cũng đã truyền tâm pháp này cho ba vị sư huynh của con, lấy trí âm tăng công lực, những ngày sau này chắc chắn sẽ có thành tựu. Dương Túc quan chấn động, trên trán đổ mồ hôi lạnh, run giọng nói: "Sư phụ truyền lại võ cấm?" Thiên Tuyệt tăng gật đầu nói: "Sư phụ muốn các con luyện những võ công cấm truyền này, thậm chí muốn con luyện tập tâm pháp Thiên Quyết trước, dụng ý chỉ ở lục đạo luân hồi." Dương Túc nghe ông nói như vậy đã nhìn ra điểm mấu chốt, vội vàng nói: "Thỉnh sư phụ khai sáng." Thiên Tuyệt mỉm cười nói: "Các trưởng lão thiếu lâm nói, thiên hạ không có võ công vô địch." nhưng có trận thức vô địch. Thiên quyết dẫn dắt, phát tâm bồ đề, soi sáng trí tuệ vĩ đại, nghịch chuyển trời, người, tu la, địa mục, quỷ đói, xúc sinh, cuối cùng đạt đến lục đạo luân hồi. Nói rồi gật đầu mỉm cười, giao năm bộ kinh thư vào tay Dương Túc Quan. Nghe thấy sư phụ bỏ nhiều công sức như vậy, Dương Túc Quan không khỏi kinh ngạc, vội vàng nói, sư phụ, người muốn chúng ta luyện tà công này, chẳng lẽ là vì thầy trò liền tâm, thiên tuyệt tăng không cần nghe xong đã liên tiếp gật đầu nói, con nói đúng. Trận pháp này là thiết lập cho nộ thương sơn. Ba chữ nộ thương sơn vừa thốt ra, dương túc quan không khỏi cảm thấy toàn thân chấn động mạnh, đang muốn đáp lời thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài từ phía dưới căn phòng nhỏ truyền đến, thành âm kia như quỷ mị, rất trầm thấp, nhưng sóng âm khắp nơi lại khiến bát trà kêu lạch cạch, nước gợn sóng. Dương Túc quan sắc mặt run rẩy, hoắc mắt đứng dậy, kinh hãi nói, phía dưới có người. Từ nhỏ hắn đã thường xuyên đến căn phòng nhỏ này, nhưng chưa bao giờ nghe thấy chuyện lạ như vậy, hắn ngày thường cư xử tao nhã, kiến thức và kinh nghiệm của vượt xa người thường, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc. Thiên Tuyệt Tăng ra hiệu cho đệ tử không nên hoảng sợ, ông mỉm cười nói, Nộ Thương Sơn lần này tái khởi, tuy có căn do nhưng giết người với lòng hận thù mù quáng sẽ chỉ hủy hoại hạnh phúc của vạn dân, há có thể khiến người chết hồi sinh. Ông nhắm mắt mỉm cười, khép tay như cầm đồ vật nói, sư phụ chuẩn bị trận kiếm này không phải muốn tiêu diệt nộ thương sơn, mà là muốn khai hóa bọn họ. Dương Túc Quan đại kinh thất sắc, "Sư phụ, người, người muốn thu phục nộ thương sơn?" Thiên Tuyệt Tăng mỉm cười chắp tay nói, "A Di Đà Phật." vi sư lần này triệu con trở về chùa là vì thiên địa kỳ oan này. Mong người chết vãng sinh, người sống thần phục, nghiệp sát nhiều năm cuối cùng sẽ chấm dứt trong tay ta và con. Dương túc quan nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc nhìn sư phụ, qua thật lâu sau được chiếu sáng, kinh ngạc dần dần biến mất, khôi phục tâm cơ trầm ổn, trong đầu hắn xoay niệm mấy ý nghĩ, lắc đầu nói, sư phụ, theo như đồ đệ biết, nội thương sơn và triều đình thù sâu như biển, sư phụ có rượu kế gì để thu hàng những hào kiệt này. Hắn tuy không mở miệng phản bác, nhưng ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, không đồng ý gật bừa với sư phụ của mình. Thiên tuyệt tăng liếc nhìn hắn, lập tức cầm bút lên giấy viết bốn dòng 16 chữ rồi đưa đến trước mặt Dương Túc Quan. Dương Túc Quan cúi đầu nhìn gần hơn, chỉ thấy trên giấy rõ ràng viết bốn câu ít ngữ. Mậu thần tuế trung, long hoàng động thế. Thiên cơ do chân, thần quỷ tự tại. Thiên Tuyệt Tăng nói, bốn câu này liên lụy thiên hạ thương sinh. Tần Bá Tiên tạo phản, thần cơ động được mở ra, Ninh Bất Phàm thoái ẩn, thậm chí cả Lưu Kính chính biến, tất cả đều chịu lời dẫn động từ bốn câu này. Ông giơ bút vẫy một đường, đường màu đen từ trên bên phải rơi xuống dưới bên trái, trong giây lát ông giơ tay lên lại một đường khác được vẽ từ trên bên trái xuống dưới bên phải. Dương Túc Quan đọc theo dòng, thấp giọng đọc thuộc lòng. Mậu, Hoàng, Do, Tại, Thần, Cơ, Động, Trung. Hắn niệm hai lần, không tránh khỏi toàn thân đại chấn, run giọng nói, Ngô Hoàng hãy còn ở trong thần cơ động. Thiên tuyệt tăng thở dài nói, năm đó quốc gia giết chết tần bá tiên, coi hắn là thiên hạ đệ nhất đại phản tặc. Kỳ thật người này trung thành với ý chí của mình, làm hết thảy mọi điều vì võ anh hoàng đế ông trầm mặc một lúc trong mắt có sự thương cảm trước đây ta được triều đình mời nhiều lần quyết chiến nộ thương sơn lại chưa bao giờ biết nội tình mãi cho đến khi cánh cửa của thần cơ động mở ra vào năm ngoái ta mới tin lời tiềm long dương túc quan kinh ngạc tiềm long hắn là ai thiên tuyệt tăng không trả lời ông khẽ mỉm cười nhìn chăm chú đồ nhi đột nhiên nói túc quan con muốn gặp hắn sao hắn hắn là ai giọng của dương túc quan bất giác run lên mặc dù lời này chỉ có bốn chữ lại phải tốn rất nhiều công sức mới nói ra được thiên tuyệt tăng mỉm cười nói hắn là chu viêm tiền triều võ anh hoàng đế dương túc quan a à một tiếng lùi lại một bước một tiếng vang lớn lưng của hắn đã đụng phải vách tường thiên tuyệt tăng lại nói loạn thế tái khởi nhưng không có giải pháp nào. Thế gian chỉ có, hắn, mới có thể xoay chuyển toàn cục, khiến cuộc nổi loạn chấm dứt cũng chỉ có, hắn, mới có thể định quốc chấn hồn, để anh hùng nộ thương Sơn có thể được triều đình sử dụng một lần nữa. Ông dừng lại rồi nói, người này ẩn thân bí mật trong đạt ma viện, trên đời chỉ có ba người biết, bao gồm cả con và ta. Chuyện này rất bí mật, ngay cả sư huynh trụ trì của con cũng không biết thời cơ chưa đến, không thể tiết lộ ra ngoài. Dương Túc Quan dù cho trời sinh tính khôn khéo, bình thường không lộ tâm tình, nhưng lúc này nghe được bí mật này, mồ hôi lạnh toát ra, hơi thở càng trở nên nặng nề hơn. Hắn nuốt nước miếng, cố gắng hết sức kiềm chế kích động, thấp giọng nói, sư phụ, đại kế này liên lụy quá lớn, đồ nhi tuy rằng ngu dốt, cũng biết quyền thần thủ đoạn đáng sợ, thỉnh người cần phải cẩn thận hành sự. Hắn chậm rãi nói, chỉ cố gắng hết sức thuyết phục. Thấy sắc mặt hắn tái nhợt, thiên tuyệt tăng biết trong lòng hắn còn có nghi hoặc khác, liền an ủi, con yên tâm, vi sư đã có diệu kế. Lại đây, nhìn qua bên kia. Ông đưa tay chỉ vào bức tường đối diện, dương túc quan theo đó nhìn lại, thấy trên tường treo một bảng vàng, trên đó có viết ba chữ cảnh phúc cung. Dương túc quan kinh hãi nói, sư phụ. Người người muốn giao hắn cho Thái Hậu. Thiên tuyệt tăng gật đầu nói, đúng là như thế. Khi Thái Hậu ban hành chỉ dụ hòa giải, phong thánh danh cho huynh trưởng của Hoàng đế Chu Viêm, từ đây cảnh Thái sẽ tháo bỏ được tâm phúc tai họa, có thể tiếp tục trị vì nhân tâm, một đám nhỏ trong triều cũng sẽ không làm được gì nữa. Ông chậm rãi đứng lên, phủi tay áo hòa thượng, nói, tình thế đã định, tâm nguyện của tần bá tiên đã hoàn thành, Triều đình cũng có thể lấy Trinh Tây Đại Đô đốc để thu phục quân phản nghịch, khôi phục danh trung nghĩa của Tần gia. Sư phụ khổ tâm như vậy, hy vọng con có thể biết. Trinh Tây Đại Đô đốc là chức quan của Võ Đức Hầu, Tần Bá Tiên. Dương Túc quan nghe sư phụ nói, lại là muốn sửa lại án oan của Tần Bá Tiên trước đó, tiếp đó phong lại chức vị cho Tần Trọng Hải. Dương Túc quan ngơ ngác mở miệng, cẩn thận suy nghĩ kế hoạch của sư phụ. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn kêu lên một tiếng, toàn thân mất đi sức lực, ngã xuống, run rẩy nói: "Sư phụ, không thể được." "Không thể được. Họ, họ sẽ không đồng ý, điều này sẽ hại chết tất cả mọi người." Hắn nói với giọng điệu buồn bã, dường như sắp khóc. Thiên Tuyệt Tăng thấy hắn hoảng sợ, liên tục kêu lên, hắn là có điều sợ hãi. Ông lắc đầu cười nói: "Phía Giang Sung không cần lo lắng." lần này nộ thương sơn tái khởi, ngũ hổ về núi, nhất định sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho binh mã triều đình. Việc lớn này đúng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dương Túc Quan kinh ngạc xua tay nói, không phải Giang Sung, không phải Giang Sung, sư phụ, người sẽ hại chết chính mình. Thiên tuyệt tăng đỡ đồ nhi dậy, ấm áp an ủi, đừng sợ, mọi việc có sư phụ lo, chỉ cần chúng ta thu phục được những phản tặc này, có thể vì thiên hạ thương sinh trừ khử thảm họa chiến tranh. Hị thánh đương triều, cảnh thái biết cách kiềm chế bản thân, cũng có thể trở thành một vị vua nhân từ, cớ sao không làm. Ông không ngừng khuyên bảo, tay trái đỡ dương túc quan, tay phải khởi động cơ quan, trong miệng liên tục trấn an, quan nhi, quan nhi. Bây giờ con đi theo sư phụ đi gặp hắn. Chỉ sau khi gặp được hắn, tình thế thiên hạ mới có thể được yên ổn, mới có thể chấm dứt chuyện phản nghịch. Nhìn xem, hắn đang đợi con. Cùng với lời nói trầm thấp của sư phụ, cánh cửa bí mật mở ra với âm thanh lạch cạch. Chỉ thấy mặt đất từ từ tách ra, lộ ra một lối đi bí mật. Đường hầm sâu thăm thẳm, vô biên hắc ám, Dương Túc Quan nhìn sâu vào lòng đất, đột nhiên toàn thân rung chuyển. Tu La Vương. Các vị thần ma dường như ẩn thân dưới lòng đất, bay múa với ngàng mắt, ngàng cánh tay vẫy tay mỉm cười với chính mình. Dương túc quan rưng rưng nước mắt, đột nhiên đầu óc hỗn loạn, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, đưa tay bịt tai phải, quỳ dạp xuống đất, ôm lấy chân thiên tuyệt tăng, rồi buồn bã nói, sư phụ, đồ nhi cầu xin người. Đừng, đừng đi xuống. Thiên tuyệt tăng nâng đồ đệ dậy, mỉm cười nói, đừng sợ. Con không phải là tu la vương sao? Khi thấy hắn, nghiệt nhân nghiệp quả trong hai mươi năm qua sẽ được giải quyết khi gặp hắn thiếu lâm có thể tạo ra một vương quốc phật giáo mang lại phước lành cho tất cả mọi người trên thế gian hãy đến đừng sợ hãy đến với sư phụ thiên tuyệt tăng thấp giọng niệm phật giống như tiếng gọi của trời cao trong cõi cực lạc dương túc quan muốn nói lại thôi cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng hắn cắn răng cúi đầu không thể kìm nén nỗi đau buồn trong lòng thêm nữa bỗng nhiên, hai hàng nước mắt rơi xuống. Không có lựa chọn nào khác. Kể từ bây giờ, nhân sinh sắp thập diện mai phục, con đường đó không thể tránh khỏi được nữa. Con đường gắn đầy máu tươi tu la. Nhâm nghĩa dương thái sư. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.